Ta làm câu có mã số là 030. Ở đây người ta cho nguyên tử oxy có số khối là 17, số hiệu là bằng 8. Người ta hỏi là số hạt nơ trong có trong 3,4 gam nguyên tử oxy là. Như vậy chúng ta có oxy này là 17 và 8. Thì trong đây chúng ta có số khối là bằng 17. Số hiệu là Z bằng 8. Để tìm được số nơ trong thì chúng ta sẽ lấy 17, chúng ta trừ đi 8, thì đây chúng ta tính được là bằng 9. Ở đây chúng ta sẽ tính được cái số mol của nguyên tử oxy luôn. Nguyên tử oxy chúng ta sẽ lấy như sau. Em lấy khối lượng chia cho khối lượng mol. Khối lượng là 3,4. Khối lượng mol đây là đúng bằng số khối. Số khối bây giờ là 17. Và bằng ở đây là bằng 0,2 mol. Khi đó chúng ta sẽ tính được số nguyên tử oxy. Thì ghi tắt số nguyên tử oxy bây giờ sẽ bằng, theo công thức nó sẽ bằng mol nhân cho 6,022 nhân cho 10 mũ 23. Mol của chúng ta là bằng 0,2 nhân cho 6,022 nhân cho 10 mũ 23. Ở đây em sẽ tính được là bằng 1,2044 nhân cho 10 mũ 23 nguyên tử. Mình biết là trong trường này nguyên tử thì chúng ta có số hạt nơ trong là bằng 9. Cái 9 hạt nơ trong. Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Số hạt nơ trong. Số hạt nơ trong. Bây giờ chúng ta sẽ bằng, chúng ta lấy số hạt nơ trong. Yeah. Nhân cho số nguyên tử oxy, nhân cho 1,2044 nhân cho 10 mũ 23. Ở đây mình tính được là bằng 10,8396 nhân cho 10 mũ 23 hạt. Được chưa? Như vậy á, đáp số này thì nó khớp với câu B. Ở đây em chọn có đúng là câu B.